thầy trụ trì Chư tăng kính thưa toàn thể quý phật tử tham dự trong khóa tu lời đầu tiên là minh thành vô cùng tán thán công đức của thầy trụ trì đã tạo điều kiện cho tất cả quý phật tử có được thời gian trở về ở nơi đạo tràng chùa Thiên Phú tu tập hành trì quý vị thấy mình có hạnh phúc không? Có cho một tràng pháo tay cho thầy trụ trì à, công đức của quý thầy của Tam Bảo mình phải luôn luôn nhớ ơn biết ơn, cảm ơn và tu học thật là tốt để báo đền cái ân đức của Tam Bảo. Không phải mình chỉ cúng dường cái mình thấy như vậy là đủ rồi không phải. Cúng dường là một phần nhỏ trong sự hộ trì Tam Bảo. Mà sự hộ trì Tam Bảo trong tạng kinh Nikaya Đức Phật nói sự cúng dường tối thượng trong tất cả sự cúng dường ấy, là người đó phải biết thực hành giáo pháp mà sự thực hành giáo pháp cốt lõi của tất cả sự thực hành tức là chúng ta phải luôn luôn nhìn lại thân và tâm mà lần trước cái bài hôm trước có cái tựa đề là gì ai còn nhớ không ba tháng rồi quên rồi sáu tháng rồi cũng quên rồi nội soi tự thân là cái bài kỳ trước chúng ta đã học thì trong tất cả các cái sự hành trì của đức phật á cái sự hành trì quan trọng trong tất cả những pháp môn quan trọng là luôn luôn phải nhìn lại thân thể cảm giác nội tâm và những cái gì đó đang diễn ra ở bên trong đó là sự hành trì tối thượng Trong tất cả sự hành trì Tại vì mình có nhìn lại bên trong Những cái cảm giác nghĩ tưởng của mình Thì mình phải phát hiện ra được Cái bên trong mình là sạch Hay là không sạch Ở bên trong mình là thanh tịnh Hay là không thanh tịnh Bên trong mình có phiền não hay là không có phiền não? Thì khi mình phát giác rồi mình thấy là chắc chắn là có rồi Nếu mà không có là, à là A-la-hán Cho nên mình chắc chắn là có Mà do mình có mà mình không có nhìn Mình không để ý, mình không thấy, không biết Cho nên mình không thấy thì mình nói giống như là không có Nhưng mà khi mà mình thấy thì nó muộn rồi phải không? Nó trễ rồi phải không? Cũng giống như là đi vô mà khám bệnh nó thấy cho mình khó chịu quá vô khám là thời kỳ cuối rồi biết thời kỳ cuối không lúc đó nó muộn rồi cho nên cái sự tu học của mình là cái sự mà luôn luôn quay trở lại để mà nhanh kiểm soát và hôm nay minh thành muốn chia sẻ cho quý vị một cái đề tài hết sức là thực tế hết sức là quan trọng mà hết sức là cụ thể và cần thiết là cách thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Quý vị muốn có được một cái cảm giác bình an không? Muốn không? Muốn có được một cái cảm giác nó nhẹ nhàng không? Muốn có được cái cảm giác nó mát mẻ không? muốn có được cái cảm giác nó thảnh thơi tự tại hạnh phúc không muốn không muốn ai cũng muốn hết phải không ừ. nhưng mà có được không sao vậy mình phải biết cảm giác nó diễn ra như thế nào và có mấy loại cảm giác và tại sao nó cảm giác nó sanh khỏi rồi nó an trú như thế nào và nó chấm dứt như thế nào mình phải biết phải có trí tuệ về cảm giác cảm xúc cảm thọ thì mình mới có thể huấn luyện cái cảm giác mình mới giáo dục cái cảm giác mình có thể nhiếp phục cái cảm giác và mình mới có thể làm chủ được cảm giác quý vị thấy tuyệt vời không Chứ bây giờ mình nói rằng mình muốn là nhiếp phục Mình muốn làm chủ mà mình không biết gì hết trơn Rồi sao mà mình làm chủ được Thì bây giờ đó Đầu tiên á là Minh Thành nói trước là có hai loại cảm giác Quý vị phải biết cảm giác của thân Và cảm giác của tâm quý vị phải phân biệt được Hai cái này khác nhau Cảm giác của thân và cảm giác của tâm là khác nhau Thế nào là cảm giác của thân Cảm giác của thân là giờ này đó là nó cũng sắp xỉ 40 độ C ở ngoài trời Thì như vậy đó thì mình cảm thấy là hơi nóng Là cái cái thân thể mình, cái cảm giác của thân thể đó Cái thân nhiệt á nó không có được thoải mái Nó hơi khó chịu Đó là cảm giác của thân Nhưng mà quý vị ngồi đây Có quý thầy từ xa năm 700 cây số về mà chia sẻ phật pháp quý vị thấy cái tâm của quý vị nó có dễ chịu không có không như vậy thân thì nó khó chịu nhưng mà tâm thì nó dễ chịu nhất trí vậy không đó thì quý vị phải phân biệt được đây là khác nhau cảm giác mà ngoài nó nóng à nó nóng nó nực à, nhưng mà cảm giác của tâm mình thì nó mát tại vì được mưa pháp được mưa pháp được sửa pháp được pháp nhũ được chánh pháp phải không được pháp vũ tức là những cái cái đợt mưa rào của chánh pháp cho nên ở ngoài nó nóng mà ở trong này nó mát có cảm nhận được cái mát đó không cảm nhận được cái mát mẻ của pháp không đó như vậy thì quý vị thấy được hai loại cảm giác ví dụ thêm ví dụ thêm là bây giờ đó mình thích một cái món nghĩa là mì quảng thích cái món mì quảng thích lắm thì như vậy ra là cái lúc đó là là có cái chỗ đó người ta nấu mì quảng rất là ngon đi nhưng mà mình bưng cái tô mì quảng lên mình ăn rất là ngon nhưng mà lúc đó cái tự nhiên nghe cái cuộc điện thoại ai chửi á cự thì quý vị thấy cái lúc đó cái tô mì quảng ăn còn ngon nữa không như vậy thì hồi nãy đó là cái cảm giác dễ chịu của thân ha à, phải không à, Nhưng mà ở trong tâm mình á, Mình nghe một cú điện thoại Mà nói sốc mà chỉ chích Mắng chửi như vậy đó là cái đó là cảm giác Dễ chịu hay là khó chịu của tâm Khó chịu cho nên cái tô mì quản nó không ăn nổi nữa Để xuống không ăn Không thèm ăn Ăn hết vô rồi Có không? Có thấy cái đó chưa? À thì quý vị bây giờ phân biệt được Hai cái cảm giác của thân, cảm giác của tâm chưa? Được chưa? Nhất ký không? Nhưng mà cái này phải chính xác rồi à nha Chắc chắn chưa Chắc chắn chưa Chắc chắn chưa Đó là hai loại cảm giác khác nhau Của thân và tâm quý vị phải phân biệt được à Phải phân biệt được Bây giờ ví dụ thêm cái ví dụ nữa đi cho nó chắc ăn Tức là quý vị ngồi đây nè Ngồi tụng kinh hồi nãy đó Ngồi tụng kinh Hoặc là quý vị ngồi thiền Hay là ngồi nghe Pháp thì bây giờ đó nó lên cái hàng U 60 rồi. U 60, U 50 mấy, U 70. Thì ngồi mà một cỡ tiếng là bắt đầu nó rim mà. Nó rim rim phải không? Ê ê phải không? Nó mỏi mỏi mà có khi nó nhức nhức nữa. Nhưng mà cái thân thì nó nhức nó mỏi nó khó chịu nhưng mà cái tâm là tụng kinh quý lắm, phải không? công đức cái mình vui thích mình đi bữa nay lên chùa tu như vậy thì cái thân nó khó chịu mà cái tâm nó dễ chịu phải không phải không thì như vậy là quý vị phân biệt được hai loại cảm giác rồi bây giờ minh thành mới mấy... tiến thêm bước là ba loại cảm giác ba loại cảm giác này đó là thuần tí nói về tâm tức là dễ chịu khó chịu không dễ chịu và không khó chịu cái này đó là hàng ngày quý vị đó nó hoài 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 suốt sáng trưa chiều tối nửa đêm nằm chim bao cũng có luôn quý vị nằm chim bao có cảm giác không có không thí dụ nằm chim bao mà được ai đưa đi qua bên nghĩa là nhật bản chơi đó lúc đó nó sướng không ở trong chim bao mà mình thấy mình đang đi bên nhật á lúc đó mình thấy xuống không à đó là cái cảm giác nó dễ chịu nó sung sướng thì cái cảm giác đó đó là trong đó mình phải thấy được cái sự ưa thích ham muốn trong đó rồi bây giờ nó có một cái cảm giác là khó chịu bực bội khó chịu bực bội thì trong đó nó có gì trong đó có cái gì sân có thấy được cái chỗ này không ta có thấy được cái chỗ này không ta không phải là tu ở trên tránh điện không đâu mà khi ăn khi uống khi nói khi đi và nhất là khi mà nghe điện thoại đó là phải tu nhiều lắm chứ nếu mà không tu đó thì nghe một cuộc điện thoại xong đó là sao là gương mặt nó đổi màu biết không biết cái gương mặt đổi màu không cái mặt đang bình tĩnh như đó đang tươi mà nghe một cú điện thoại xong rồi đó thì gặp cái mặt người ta không dám dòm nữa biết không bởi vì biết là biết cái đó không như vậy là cái gì đó à sao là cái cảm giác khó chịu bực bội thì đó quý vị phải nhận diện cho thiệt là kỹ trong ba loại cái cảm giác này nó có tham sân si Cái cảm giác dễ chịu khoan khoái thích thú hay không à, vui sướng hấp dẫn thì trong này có tham phải nhìn thấy Ở đó giờ có thấy không im ra hết trơn đó giờ có thấy không bây giờ phải tập thấy phải không phải nhìn thấy phải rõ biết phải thấy biết rồi ở trong cái cảm giác mà bực bội khó chịu không hài lòng phật ý phải không bức xúc thì trong đó có cái gì có cái gì sơn rồi trong một cái cảm giác mà trơ 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 vậy đó ngồi ở dưới trơ trơ vậy con mắt gì sập xuống rồi xong có nhướng lên chút rồi sập xuống như vậy, nhướng lên rồi trơ trơ vậy đó là cái cảm giác đó là, là cái gì trong đó cái gì si si mê hôn trầm mà đức phật nói cái thức ăn của si mê hôn trầm là cái gì là không hân quan biến nhét ăn quá no uể quải giả dụi phải không đó là cái là cái thức ăn nuôi cho cái hôn trầm cho cái si đó là không có hân quan làm biến uể quải thụ động à, buồn ngủ đó những cái thứ đó là cái thứ mà nuôi nuôi cho cái si nuôi cho cái mê nuôi cho cái vô minh nuôi cho cái hôn trầm thì miên ngủ gục chút xíu là nó gục ha biết không chút xíu là nó gục mình để cho mấy cái nó nó tấn công mà mình không thấy không biết không đánh đuổi nó ra à thì một hồi là nó đánh mình sập mình không đánh nó thì nó đánh mình bây giờ mình chịu cái nào mình chịu cái nào mình đánh nó hay mình để nó đánh mình nói thiệt không thiệt không bây giờ quý vị đang ngồi tụng kinh đang ngồi thiền đang ngồi tu mà quý vị thấy tự nhiên sao con mắt của mình nó cứ sệ sệ xuống hoài ta cái này không được rồi à, nha cái cảm giác này không được à phải không cái cảm giác này nó vô là nó tấn công mình hồi là mình sập cho nó luôn đánh đuổi nó ra mình mới nói rằng ta đã ngủ sáu năm rồi. Yeah. Mi đi chỗ khác chơi đi đừng có phá chỗ bà tu con đi chỗ khác chơi. Bà ngủ sáu chục năm rồi giờ này là mi bắt ta phải ngủ với mi vô lượng vô biên kiếp Ở trong vô minh hay sao đi chơi? Tan biến đi, tan biến đi đừng có xâm nhập, đừng có phá đám để cho ta tu. Để cho ta tu Chính cái cảm giác mà giả dưỡi hôn trầm biến nhát quể quải thụ động này nè Chính cái cảm giác làm biến này nè Nó làm cho ta phải đắm chìm vô lượng vô biên kiếp ở Trong biển lưng hồi khổ sở này Chính cái cảm giác này nè Là cái bóng đêm Là cái âm u Là trường giả dạ, là đêm dài vô minh cho nên đánh đuổi cái cảm giác nó không có chấp nhận nó Không có chấp nhận nó Quét sạch nó Đẩy nó ra khỏi cơ thể mình Mở con mắt ra Mở mắt lớn ra Mở mắt lớn ra Cảm nhận cái không quen ở trước mặt Cảm nhận cái lời kinh Cảm nhận những cái hình tượng Phật ở trước mặt của mình đó nó mình ngồi trước Phật thì sao mình ngủ Ngủ là ngủ ở trong phòng á Chứ chỗ này không phải chỗ ngủ phải không mình đánh đuổi nó thiệt là mạnh mình dùng những cái lời nghĩa là đau to búa lớn mình đánh để cho cái cảm giác mà nó nó quể quải nó giả dưỡi nó đừ đừ nó lờ đờ nó mờ mờ đó mình đánh cho nó tan nó, nó cho nó ra khỏi nó là ma nó hồi nó, nó nhập vô mình á là tự nhiên mình ngồi hồi cái mình giống ma không giống ma không quý vị thấy giống ma không có đó là ma đó Đuổi con ma này ra được không Nhất trí không Tức là gì Đức Phật nó đệ tử Gotama Luôn luôn phải tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường phải tưởng niệm Phật Đà tưởng niệm chánh pháp Thường phải quán niệm về thân chứ không có thể mà đệ tử Gotama đệ tử Phật mà lúc nào ngồi đâu cũng mơ mơ màng màng, mơ mà, mơ mà, mơ mơ. Phải không? Đệ tử Phật mà ngồi đâu cũng mê hết trơn thì cái này là là đệ tử ai vậy quý vị? Cái này mê, phải không? Cho nên là mình phải tỉnh táo, mạnh mẽ, sáng suốt. Và có một cái sự mà gì? Tác ý cái này hết sức quan trọng nha quý vị. Quý vị không tác ý là quý vị không có thành công tác động tâm ý là quý vị dùng những câu nói những lời nói mạnh những lời nói mạnh ở trong nội tâm của mình mà mình phải đánh cái cảm giác đó ra được còn nếu bằng không là một hồi là nó nó nhào vô là mình gật gù theo nó luôn hả mình gật gù theo nó luôn cho nên đức phật dạy mình sao là phải tỉnh táo giữa những người say mê phải tỉnh táo giữa những người say mê phải tỉnh thức giữa những người đang ngủ mê tinh cần giữa phóng vật tỉnh thức giữa quần mê người trí như ngựa phi bỏ sao con ngựa hèn tinh cần giữa phóng vật là giữa những cái người mà buông lung phóng vật đó không biết thu thúc mắt tai mũi lưỡi không biết kiểm soát quản lý thân tâm thì giữa những người đó mình phải tinh cần siêng năng tinh tấn rồi tỉnh thức giữa quần mê là bao nhiêu những người ta chạy đuổi theo những cái gì Những cái danh vọng, những cái tham dục, tham ái cuộc đời này đó Những cái vô thường đó người ta chạy theo như vậy đó Người ta mê như vậy, mình phải tỉnh thức Mình có cái thắng ăn, đạp thắng lợi Và mình có sự dừng lại Ngày hôm nay là quý vị đang dừng lại Quý vị có thấy bình an trong ngày hôm nay không? Có không? Cái thắng có ăn không? Cái thắng quý vị có ăn không? Chắc không? Lâu lâu nó có tuột thắng không? Có không? Khai thiệt nghe không? Lâu lâu nó bị tuột thắng rồi nó đứt thắng là mệt lắm mà bé không? không? Thành ra luôn luôn chạy xe phải rà cái thắng phải, phải có cái chân mình phải đạp lên cái chỗ cái thắng Chứ mình chạy mà không lo đạp rồi mình lo dòm 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 xong rồi hồi đi xuống biển phải không? Tắm biển phải không? phải chưa mà nó tắm một người không sao mà nó tắm luôn chiếc xe Cái nó mệt á phải chưa đó thành ra là mình luôn luôn để mà mình có cái sự tinh tấn để mình thoát ra cái cảm giác à, trì trệ hôn ám si mê lờ đờ mờ mờ tiêu cực làm biếng làm nhát phải không ăn cho no cái bụng vô rồi xong leo lên ngồi đó ngồi cái gì ha, buổi chiều mà làm cho gì đây là một tô bề lớn gì nè leo lên ngồi đó mà thiền cái gì lũng thiền luôn phải không phải không nó lên nó ngồi nhắm mắt lại rồi thở vô thở ra rồi ngồi nó đi tới đâu cũng không biết đường đâu mà một hồi nó Mới nay thấy ngồi cho nó yên định quá mà ngủ không từ đầu đến cuối thấy chưa cho nên phải thấy rõ trong thân mình tu mình tu ở trong mê á mình tu ở trong không trầm rồi bây giờ mình trở lại cái vấn đề này hết sức là quan trọng hết sức là quan trọng là cái vấn đề là để chúng ta thoát ra được những cái cảm giác tiêu cực nhưng bây giờ trước khi thoát ra minh thành mới chỉ cho quý vị biết đầy đủ hết tất cả cái cảm giác mới được như vậy thì quý vị đã thấy được hai cảm giác của thân và tâm quý vị đã thấy được ba cái cảm giác dễ chịu khó chịu và không dễ chịu không khó chịu nó có tham sân si trong đó hồi nào giờ quý vị cứ nói tham sân si tham sân si tham sân si con tu là con bỏ tham sân si mà quý vị không có biết tham sân si ở đâu bữa nay quý vị biết được tham sân si ở trong cảm giác chưa đây là sự tiến bộ lớn đây là trí huệ lớn đây là sự hiểu biết lớn của bậc chánh nặng chánh giác của đức phật mới chỉ ra được chứ còn nào giờ bây giờ ai hỏi quý vị tham sân si ở đâu thì quý vị biết ở trong cảm giác nhớ chưa thuộc bài chưa và nhớ luôn luôn phải nhìn cái cảm giác để thấy được nha ha cho nên cái thánh trí của đạo phật cái trí huệ của đức phật những bậc thánh là gì là không phải biết trên trời dưới đất mà những bậc thánh nhân hiền nhân là những bậc thành tụ cái trí huệ về tham sân si thấy rõ biết rõ nhiếp phục được nó thì như vậy thành hiền thánh chứ không phải hiền thánh là ở chỗ nào đâu là cái chỗ thấy biết được tham sân si nó cư trú ở đâu nó hoạt động như thế nào nó vận hành ra làm sao nó quậy mình như thế nào các ngài biết các ngài thấy các ngài hiểu và các ngài nhiếp phục được cho nên các ngài là hoàn toàn chinh phục được tham sân si và cuối cùng trở thành thánh hiền tự do an lạc giải thoát quý vị có chịu tu vậy không phải luôn luôn để ý. rồi bây giờ tiến thêm bước nữa bữa nay lên đại học luôn lên đại học luôn giỏi quá giỏi nhờ đi vô chùa tu mà bữa nay lên tới đại học tâm linh tâm lý của phật giáo Bây giờ quý vị phải nhận diện được sáu loại cảm giác Đây là cái bước này hết sức là quan trọng sáu loại cảm giác Hồi nào giờ quý vị cứ nghĩ rằng à, Tôi đang có một cái Tôi thấy tôi cái cảm giác khó chịu rồi à nha à, Tôi đang bực mình à không? Phải không Tôi bữa nay tôi thấy vui quá Tôi thoải mái quá Trật lất Không có trúng Không có trúng Không có trúng Cái đó là gì phàm phu chưa có trí huệ Đức Phật sẽ phanh phui cho mình thấy Là cái cảm giác mình nó tùm lum hết trơn Nó không phải một khối Mình cứ tưởng rằng tôi có một cảm giác Nó không phải Sáu loại cảm giác Tại sao mà Đức Phật phải chỉ ra từng cái từng cái để cho mình thấy Là Đức Phật chỉ cho mình nhìn thấy hết mọi khía cạnh của vấn đề Thì mình mới thấy được cái tính chất vô thường tạm bỡ Những cái tính chất mà nghĩa là lắp ráp Chứ không có một nguyên khối Mình là gì? Mình là nguyên khối tưởng Mình luôn luôn lúc nào mình cũng tưởng đâu là cái cảm giác này là tôi Cái cảm giác này là của tôi Tôi đang dễ chịu, tôi đang khó chịu, tôi đang thấy bình thường Không phải Bây giờ Đức Phật chỉ cho mình sáu loại cảm giác Bây giờ mình thành ví dụ cái đơn giản thôi Bây giờ cái cái vị nào đang ngồi đây nè Mà ngồi trúng ngay chỗ cây quạt mà mỗi lần mà nó quạt qua tới cái, cái 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 luồng gió mà nó đi ngay tới chỗ mình lúc đó mình cảm giác làm sao? Dễ chịu hay là khó chịu? À, mình thành chỉ cho quý vị thấy sáu cái loại cảm giác, cảm giác do con mắt tiếp xúc mà nó sanh ra. Cảm giác do lỗ tai tiếp xúc mà nó sanh ra. Cảm giác do lỗ mũi tiếp xúc mà nó sanh ra cảm giác do cái gì tiếp tục theo cái gì cái lưỡi tiếp xúc mà nó sanh ra cảm giác do cái gì nữa cái thân tiếp xúc mà nó sanh ra rồi cuối cùng là do cái ý cái này sâu xa lắm đặc biệt vô cùng ví dụ bây giờ mình thành ví dụ từng cái từng cái để quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ đó mình chút xíu nữa về nhà nè chút xíu tu xong này về nhà mình mới vừa bước gần tới cửa thôi mới bước vô xong mình nhìn thấy một cái chiếc xe đời mới đẹp vô cùng ở trong nhà của mình mình vừa con mắt mình vừa tiếp xúc vô okay, cái mình nhìn thấy đẹp quá ta đẹp quá ta phải không thì cái đó là cái gì cái cảm xúc đó là 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 cảm xúc ở đâu do con mắt tiếp xúc. Cái danh từ chuyên môn gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Cái cảm thọ, cái cảm giác do con mắt tiếp xúc mà nó xanh ra. Rồi đó, ví dụ thêm mấy mấy điều nữa là chiếc xe nhưng mà có người đó thì mới về tới nhà thôi tự nhiên nó nghe nghe ai trong nhà đó cằn nhằn cử nhữ biết không quý vị biết cằn nhằn cử nhữ không cự tu gì mà đi tu hoài vậy bỏ công chuyện nhà không ai làm hết trơn thì cái lúc đó cái gì cái cảm giác gì nó sanh ra cảm giác gì dễ chịu hay khó chịu khó chịu mà cái đó là từ đâu mà nó sanh ra à dạ cà 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 giỏi cho chằng máu tay luôn đi cái cảm giác này do lỗ tai nó tiếp xúc còn hồi nãy là con mắt. Quý vị thấy cái chỗ này nó vi tế lắm. Quý vị phải nhìn thấy được các cái cảm giác nó sanh khởi ở trong thân thể của mình. Rồi đó. Rồi cái tự nhiên cái là là xong cái tự nhiên là sao nghe cái mùi thơm đặc biệt quá ta. Mình bước vô cái chỗ nào đó mình nghe cái mùi này thơm đặc biệt quá vậy ta. Đã hít bình thường là nghe là còn hít cho mạnh thêm nữa Thử là hít cho mạnh vô đặng nghe Lâu lâu có không vậy? Có không? À, rồi cái đó là cái thọ, cái cảm xúc từ đâu vậy? Do cái gì? À, cái cảm giác này do cái mũi tiếp xúc mà sanh ra Mà cái này nó cũng ghê gớm lắm nha Có thấy nó ghê gớm không? Có thấy nó ghê gớm không? Có không? có khi là nó chỉ cần cái mùi cái mũi nó nghe thôi tự nhiên cái nó miếng nó chảy hả à, có không sao kỳ vậy cái đó là cái chuyện của lỗ mũi mà sao tự nhiên cái miệng chảy nước miếng hả quý vị thấy cái sự liên hệ của các pháp nó vận hành không duyên sanh pháp không có cái cảm giác thôi cái cảm giác nó nghe cái mùi rồi xong có tự nhiên cái gì này nó tươm tươm nó bọt ra rồi xong có nó đi thẳng vô nhà bếp biết không đi thẳng vô nhà bếp đang làm gì nó tri nguyên nguồn gốc của cái mùi đó là cái mùi gì vậy Thấy không Rồi nếu mà mà nó gấp nó để vô mà nó chạm tới cái lưỡi Thì lúc đó cái lưỡi nó giật 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 nó tê Có không có điện giật không Vậy vậy thì cái cảm giác đó là cảm giác gì Do lưỡi tiếp xúc quý vị thấy chưa Quý vị thấy không Cho nên một cái điều hết sức là đau lòng Hết sức là đau lòng Chỉ vì cái món ăn thôi mà món ăn là miếng tồi tàn Câu số 2 không dám đọc Ai thuộc thì đọc đi Quý vị thấy chưa Mà mình tưởng đâu là mình tu là cái chuyện gì nó cao siêu Nó trên trời trên mây không phải Mình tu ngay cái chỗ cái lưỡi đó Tu ngay chỗ con mắt mình tiếp xúc Ngay chỗ cái lỗ tai mình tiếp xúc Ngay chỗ cái mũi mình tiếp xúc Ngay chỗ cái lưỡi mình tiếp xúc đó Quý vị thấy không chỉ cần mà nghĩa là không dưỡi hay gì chút xíu thôi Thì quý vị thấy là sao Ở trong cái món ăn thôi là có giận không Có giận không Có gây gỗ không Mà thậm chí là đi đến chỗ Tù tội án mạng Đau lòng lắm quý vị ơi Đau lòng lắm Chỉ có nói qua nói lại nói qua nói lại Mà có một chút sai sỉnh trong đó thì một hồi là đổ dở tan nát hết trơn thì quý vị thấy là cái cái cảm giác đó là từ đâu có phải có lỗ tai không chứ có cái gì đâu mà cái cảm giác đó mình không nhìn thấy không hiểu biết không kiểm soát thì một hồi là sao là nó nhận chìm hết cả chúng sanh ở trong tam giới này cảm giác đó nó nhận chìm hết thế giới này nè nó làm điêu đứng nó làm khốn khổ nó làm cho mình trở thành tù đài ngục tù Là hết bên trong cái cảm giác đó hết Chứ có cái gì khác đâu Quý vị nhìn, nhìn coi Có cái đời sống mình có ra ngoài mấy cái cảm giác đó không Mắt tiếp xúc, tai tiếp xúc, mũi tiếp xúc, lưỡi tiếp xúc Phải không? Rồi cái thân tiếp xúc Chà cái này còn hơi ớn nữa Hồi nãy mình thành ví dụ cái quạt nó quạt qua cái cái, đò, cái, thân tiếp xúc có thấy nó dễ chịu Mà mình thành đố quý vị ai mà trả lời đúng cái này là giỏi lắm đó Ai mà trả lời đúng cái này là giỏi lắm đó. Cái ông mà ở chung với mình ba bốn chục năm nay đó có phải hồi đó tiếp xúc ổng lần là bị ổng ổng bắt luôn không? Có biết ông đó không? Biết ổng không? Ông nấu, ổng nấu xả với gừng cho mình uống hả? Nên kêu ông xả. Nó xúc cái gì thấy chưa? Cái tiếp xúc đó, tiếp xúc đó. Mà cái tiếp xúc này là gì? Là nó sẽ ràng buộc mình suốt cuộc đời quý vị thấy ghê gớm cái chỗ mà cái cảm giác do cái tiếp xúc của thân không đụng chạm tiếp xúc rồi quý vị thấy không những cái gia đình á mà tan nát đổ vỡ có phải gì cái cảm giác do tiếp xúc đem lại không phải không quý vị thấy phải gì không có một chút xíu thôi chứ có cái gì đâu nhưng mà là gì là nhà tan cửa nát đổ vỡ hết sự nghiệp luôn mà quý vị coi trong lịch sử coi điêu thiền lữ bố dương quý phi phải không bao nhiêu những cái là nghĩa là một trận cười nghiêng nước mà hai trận cười là đổ thành những cái cảm giác đó mình nó đem là một cái rồi là coi như là gục ngã hết trơn gục ngã hết cho nên đức phật dạy mình hết sức là cái thâm sâu cái trí huệ là mình nhìn nó được các loại cảm xúc cảm giác Từng cái từng cái mình phải nhìn ra khi mà mình tiếp xúc Chứ không có một cái là mình đồng qua cái cảm giác là, là mình Thì mình thấy rằng tôi là có một cái cảm giác trọn vẹn Nhưng nó không phải Đức Phật tách ra cho mình thấy từng bộ phận Cũng như chiếc xe vậy đó Từng cái bánh riêng Rồi cái cái này là bánh lái riêng Rồi cái thắng riêng Rồi cái ghế riêng Rồi cái máy riêng Rồi trong máy rồi mở ra Rồi bao nhiêu những thứ mà nói như xe Honda đa đi Phải không? Của dây sơn Quý vị thấy không Mở ra từng cái từng cái phanh vui ra đó Là cái tuệ phân tích Cái tuệ quán chiếu Để cho mình thấy được cái bản chất Lập ráp và vô thường duyên sanh Của các cái, cái cảm giác này Nó là do xúc sanh Xúc tập khỏi cho nên thọ nó mới tập khỏi Tức là do tiếp xúc Thì nó mới sanh ra cảm giác Nếu không có tiếp xúc thì đâu có cảm giác Bây giờ quý vị có thể thích một cái gì đó Mà quý vị chưa từng nghe chưa từng thấy Chưa từng nếm chưa từng ngửi chưa từng biết không có thích được một cái đó không? Không có Do mình đã thấy, đã nghe Đã ngửi nếm xúc chạm rồi Cho nên đó mình mới thích Mình mới có cái cảm giác Cho nên Đức Phật nói là do tiếp xúc Cho nên mới có cảm giác Nếu không có tiếp xúc thì không có cảm giác Cho nên quý vị biết cái nào mà quý vị thấy là ác bất thiện pháp Đừng có tiếp xúc nữa Cắt cái xúc là xong Đây là bí chiều thánh trí của Đức Phật đó Biết cái đó là, là nguy hiểm Cái này nó sẽ đưa đến cái chỗ hiểm quả, tai quả Không tiếp xúc nữa Hạn chế tối đa, tránh tối đa Nó sẽ đưa lại nguy hiểm, không tiếp xúc nữa Quý vị thấy không? Thế nào là cái vị ngọt của cảm giác Thế nào là cái sự nguy hại của các cảm giác Mình phải biết rồi làm sao để thoát ra khỏi cái cảm giác này Đức Phật dạy kỹ hết quý vị ơi tuyệt vời lắm đây là bảy cái loại trí huệ về cảm xúc mình phải thành tựu thế nào là vị ngọt của cảm giác là khi mà mắt tai mũi, lưỡi thân ý của mình tiếp xúc với những cái đối tượng đó đó sắc thinh hương vị xúc những cái sắc rồi những cái âm thanh những cái mùi vị những cái sự đụng chạm đó đó mà mình tiếp xúc mà cái nào mà nó vừa lòng thích ý khoan khoái vui sướng phải không hấp dẫn liên hệ đến dục những cái đó là vị ngọt vị ngọt của cảm giác và tất cả chúng sanh là bị cái vị ngọt này nè là chết hết chết hết gọi là mấy con ruồi mà nó nhào vô cái hũ mật ong biết không nó nhào vô cái tô mật ong phải không rồi sau đó nó làm sao nó ngẫm cù đèo hết trơn biết ngẫm không biết ngẫm không đức phật ví dụ ha cái anh chàng đó ha là nó bị thú dữ nó rượt chạy ở trong rừng cái anh này hoảng loạn chạy như vậy cái chạy về, lọt xuống dưới cái giếng sâu đi may mắn anh chụp được cái sợi dây ở trong cái giếng đó mà trong đó của anh nhìn kỹ lại là, là dưới này là mấy cái con rắn độc ở dưới này Quá bốn cái con rắn độc Bốn con rắn độc Rồi chung quanh là bao nhiêu những cái hiểm quả như vậy Rồi tự nhiên là anh đang quảng sợ gì bỗng nhiên không biết tự đâu Không biết ở trên tự nhiên nó lọt xuống năm cái giọt mật Cái anh đưa cái lưỡi ra cái nó chảy xuống gì Cái anh quên hết trơn hết trời Anh mê năm cái giọt mật đó Mà anh quên hết trơn hiểm quả mà quý vị biết cái anh chàng đó là ai không? biết ai không biết không ai 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 là mình đó chứ ai mình giỏi vậy đó mình mê vậy đó thấy chưa bốn con rắn đó là gì đất nước gió lửa tứ đại nó càng ngày nó càng đi tới chỗ bại hoại phải không bây giờ tóc bạc đó là nó nguy hiểm chưa bệnh tới chưa có đi khám bác sĩ thường thường không nguy hiểm tới thấy, thấy chưa thấy chưa đó rồi bao nhiêu những cái, trong cơ thể mình nó rụt rịch nó cục kịch nó nhức nhối nó đủ thứ chuyện hết là quý vị thấy đó là những con rắn độc đó nó trực sẵn hết chứ nó mổ một cái cái rồi xong mổ một cái cái xong quý vị thấy không đó. rồi là bao nhiêu những cái ngọn lửa tham sân si mà nhưng mà năm cái giọt mật đó nó nhỉ xuống cây rồi nó đưa, đưa, lưỡi ra cái vào vô cái quên hết trời năm cái giọt mật đó là cái gì là cái gì là cái gì mà con mắt nhìn thấy nó đáng ưa đó nó thích thích nó khoái khoái nó vừa lòng đó cái gì mà nghe mà nó đã đã đó nó muốn muốn đó cái gì mà ngửi mà nếm mà nó khoan khoái thích thú đó cái gì đụng chạm vô cái là nó mê đê mê đó đó là năm giọt mật đó có bị năm cái giọt mật này nó làm cho mê không? Có không? Khai thiệt à nha Có không? Khai thiệt đi Nhiều ít Tới giờ già rồi đó mà còn bị vụ không? Còn không nói thiệt nghe đi Còn không? Ừ, sao nói nhỏ vậy? Năm <laughs> cái giọt này là chết hết từ già tới trẻ Chết hết Quý vị thấy không? Đó Rồi đó gì? Một cái này cái hết sức là sâu sắc đó, Là cái thọ do ý xúc sanh Là những cái cảm giác nghĩ tưởng ở bên trong này Nó cũng là giọt mật nữa mới chết hết chứ Mình nghĩ về cái gì? Mình tưởng cái gì? Mình suy nghĩ cái gì? Mà trong đó nó đem là những hình ảnh Những cái cảm giác của quá khứ Rồi mình thích thú hoang quái ở trong đó Quý vị thấy cái chỗ này sâu sắc không? Lâu lâu mình có ngồi mình nghĩ lại cha hồi xưa lúc mà tôi mới có mười mấy tuổi hai mươi mấy lúc đó mà mở cái tấm hình ra còn giữ kỹ lắm đây nè hình là lúc tôi hai mươi ba tuổi nè đâu phải vừa đâu tôi đâu phải dạng vừa đâu có gì thấy không đó là gì những cái hình bóng những cái cảm giác những cái nghĩ tưởng quá khứ đó phải không sắc tưởng của quá khứ Quý vị thấy không? Đức Phật dạy hay lắm Quý vị mà học vô cái tạng kinh Nikaya rồi, rồi Quý vị thấy hay Nó rõ mồn một hết những cái gì trong nội tâm Mà mình thấy biết hết Thấy biết hết Mình ngồi đó rồi mình nghĩ tới những cái đó Rồi mình nghĩ hồi đó mới quen làm sao Mới gặp làm sao Những cái nghĩa là những cái kỷ niệm đó Mình ngồi cái mình cười mình Mình vậy rồi ta người ta dòm ta không biết cái chuyện này chuyện gì Rồi hồi mình nói mình Mà tới chừng nó xúc bản lề là có lúc đó mệt rồi đó Người ta đưa vô cái bệnh viện Quý vị biết không? biết cái bệnh viện gì không là tại vì sao tại vì mình cứ sống ở trong gì ở trong những cái cảm giác nghĩ tưởng của quá khứ đó mà những cái hiện thực ở trong cuộc sống thì mình bỏ quên qua hết trơn cho nên mấy đứa nhỏ giờ đó là nó dễ bị ảnh hưởng thần kinh lắm tại vì đó tối ngày nó cứ nhắn trong điện thoại vì sáng cũng dễ chưa người đi qua lộ nó cứ dòm điện thoại vậy nè rồi có một cô ở trong nước mình chứ không đâu ra hết đó. giữa đường lộ gì rồi bấm xe rồi thắng dừng lại rồi nghe điện thoại vậy đó giữa đường lộ vậy đó mà cái đó mà ngoài sao mà xe tải mà nó nó nhào tới một cái rồi là coi như là rồi xong rồi có gì thấy chưa là sao miên man mê ở trong cái thế giới ảo ảo rồi cái điện thoại rồi cái facebook rồi cái zalo rồi vai bờ rồi cái tin nhắn rồi ô tùm lum tá la tá lo hết trơn rồi lên mạng ha rồi xong rồi mất mạng thấy không có gì biết không Biết cái vụ đó không? Biết mất mạng không? Mất mạng này nó có hai nghĩa Một nghĩa là cái mạng nó mất Nó không có còn mạng lên internet được nữa Cái thứ hai là nó mất mạng có thiệt Các quý vị mấy đứa trẻ trẻ đó Rồi đừng nói trẻ sồn sồn cũng bị nữa Sồn sồn cũng bị Quý vị thấy có một cô ở ngoài miền Bắc đó Là chết đó Giàu có đó là chết đó Cũng trên mạng qua lại bạn bè đó là chết Tại sao vậy? Tại vì những cái chỗ đó là gì? những cái thế giới ảo và trong đó là gì dục là tham là ái là cảm bẫy là hầm hố là hiểm nạn tai họa nó tiềm ẩn ở trong đó hết sức là nguy hiểm chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mình lọt xuống cái vực thẩm không những nhà tan cửa nát mà mất mạng luôn mất mạng luôn mất mạng luôn với những cái giọt giọt mật đó giọt mật ảo đó những cái giọt mật ảo đó Quý vị thấy không? Cho nên thánh trí của Đức Phật mới chỉ mình ra để mà mình đề phòng cẩn thận, chánh niệm tỉnh giác và nhìn thấy rõ được cái vấn đề. Còn nếu không là mình chết. Mình chết. Chết mà nghĩa là không có đất chôn chết mà không biết lý do tại sao chết. Chết mà đang nằm ngủ trong nhà rồi cái xe 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 tải phải không nó tông vô cái rồi chết luôn. Không biết lý do tại sao hết. Quý vị thấy khủng khiếp không? đau lòng vô cùng bên thành thấy những cái tin tức mà mình hoáng sợ luôn quý vị đi lại quán ăn rồi xin cái tờ giấy đang đi vệ sinh mà người ta không cho là như vậy là cự cãi đánh lộn rồi hồi đâm lộn chết tại chỗ luôn mà hỏi đây là gì cái tờ giấy đi nhà cầu đi vệ sinh thôi không có một cái lý do gì hết trọi trơn mà quý vị thấy do mình không biết cảm giác không kiểm soát cảm giác không kềm chế cảm giác không tu tập cái cảm giác không quản lý cảm giác cho nên sao cái cảm giác nó bùng nổ bùng vỡ ở trong cái tham dục sân hận si mê vô minh và bản ngã là nó làm cho cái thế giới này sụp đổ hết tất cả luân thường đạo đức tất cả bình an hạnh phúc nó phá hoại hết nó làm cho sụp đổ tan vỡ hết là cái chỗ gì không có biết chánh pháp để tu tập kiểm soát à, hộ trì các cái cảm xúc cảm giác tiêu cực ở trong thân tâm của mình cho nên cái bài học hôm nay là hết sức là quan trọng để cho mình thấy được tất cả cái cảm xúc này cái cảm giác này rồi cái gì cái sự nguy hại của cái cảm giác này thì mình đây là những cái trí huệ mà mình phải thành tựu nguy hại là gì cái cảm giác này là vô thường nó là biến hoại nó là khổ không có một cảm giác nào sanh khởi lên mà không chấm dứt Bất cứ cái cảm giác đó là cảm giác gì Sanh khởi lên rồi sẽ hoại diệt Mình phải nhìn thấy được Quý vị thấy có cái cảm giác nào mà nó còn hoài không Nó sanh lên rồi, rồi nó diệt ha nó khởi lên chút xíu rồi nó cũng tan biến ha Nó là gì? Nó chỉ là những cái gì? những cái hơi những cái khí trong nghề con người mình là phong đại đó chứ không có gì hết chứ quý vị coi coi những cái cảm giác mà nó sanh khởi lên mấy vị quán chiếu quý vị sẽ thấy là một cái sự thúc dục ở bên trong gió ở bên trong nó động chuyển phong đại nó kích hoạt lên giống như cái bong bóng mà mình thổi hơi nó, nó trương nó phình ra như vậy đó rồi xong rồi nó, nó còn hoài hay là sao là nó xẹp lép nó nát là tất cả những cảm giác chỉ là những cái khí thôi những cái hơi ở bên trong thôi nó là phòng căng phòng lên mà mình không có kiểm soát mình không thấy được nó là cái thứ vô thường sanh diệt duyên sanh mà mình không biết rồi sao mình bị hoàn toàn bị nó xâm chiếm Bị nó xâm chiếm vào nội tâm mình Nó an trú vô đây Rồi nó tăng trưởng phát triển Nó làm hang ổ Xào quyệt Cho nên mình thành ví dụ là gì Là Những cái cảm giác đó Giống như là cái người khách đi qua đường thôi Nhưng mà khi mà nó Nó trở thành cái thói quen rồi đó Là nó trở thành một người chủ nhà khó tánh Lúc đầu đó Là mình cho nó đó Là gì tạm trú nó ở vài bữa ở một chút cái sau đó mình đăng ký kt 3 rồi sau cùng là mình cho nó nhập hộ khẩu và cuối cùng là nó đuổi mình ra khỏi nhà nó lên nó nắm quyền làm chủ những cái cảm giác đó nó nắm quyền làm chủ cho nên cái người mới tập thuốc mới ghiền thuốc tập rượu mới ghiền rượu tập bài mới ghiền bài tập đá gà mới ghiền đá gà rồi tập xì kem ma à tí là ghiền vô luôn là quý vị thấy không là cái gì lúc đầu nó là người khách đi qua đường thôi rồi mình mời nó vô mời nó vô mà nó, nó vô rồi đó bắt đầu nó ở dần dần đăng ký kt ba mình cho nó đăng ký nó tạm trú lâu dài cái xong rồi sao sao mình cho nó nhập hộ khẩu và cuối cùng là mình làm đầy tới cho nó Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh là nô lệ cho dục Nô lệ cho tham ái Là suốt cuộc đời của mình là phục vụ cho những cái cảm giác đó Nó làm cho mình sao? Mình chạy hoài, mình tiện hoài, mình kiếm hoài Mình mệt mỏi chán trường rồi cũng phải ráng đi tìm đi kiếm đó Tại sao? Tại vì nó thúc giục ở bên trong á Mình không nhìn thấy nó được Vậy vậy là nó điều khiển cả một cuộc đời của mình Mệt mỏi, mòn mỏi quý vị nhìn thấy không những ông già bảy tám chục tuổi mà đi hãm hiếp những đứa trẻ thơ khủng khiếp không kinh khiếp không quý vị đọc báo quý vị thấy sợ không sợ không khủng khiếp không rồi một cái bà cụ là gì là chín mươi mấy gần một trăm tuổi mà lại bị hãm hiếp quý vị thấy không bây giờ là những cái gì rất là kinh hãi kinh hoàng là nó loạn hết Nếu mà không có cái đạo đức Phật giáo Không có những sự tu tập kiểm soát như vậy Là thế giới nó đi đến cái chỗ mà sụp đổ hết Tất cả đạo đức luân thường Cái trật tự Cái lễ nghĩa nó sẽ sụp đổ Mà bây giờ là đang báo động Báo động Mình đọc những tin tức đó Mình thấy mà rợn người hết Rung người hết Có gì thấy chưa Cho nên hơn bao giờ hết là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải học những cái giáo pháp gốc của Đức Phật dạy ở trong tạng kinh Nikaya và thực tập cho mình, giúp cho người thân mình và những cái người khác mình truyền bá cái giáo pháp này để mà gì? Đây mới là con đường cứu khổ cho chúng sanh. Đây mới là con đường diệt khổ cho chúng sanh. Đây mới là cái đạo lộ đem lại sự bình an hạnh phúc để cứu cái hành tinh này. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào một bước sâu sắc hơn nữa là gì? Là cái cách thoát khỏi những cái cảm giác tiêu tiêu cực. Lúc đầu á, thì Minh Thành cũng gặp rất là nhiều người tâm sự. Và chính trong cái bản thân mà mình cũng thấy được. Và những người ở chung mình thấy được là gì? Thí dụ như lúc đầu á, tự nhiên mình ngồi cái mình nghĩ cái mình buồn. Buồn. Tự nhiên ngồi mình cái mình nghĩ mình buồn mình thành nói thí dụ như mấy vị lớn tuổi này dễ có cái cảm giác buồn, có buồn không? Lâu lâu mình ngồi mình mà mình cảm có cảm thấy buồn không? Có không? Khai thiệt đi. Có không? Buồn. À. Lúc đầu mình khởi lên cảm giác buồn cái sau đó đó, cái mình tiếp tục mình khởi lên cảm giác buồn nữa. Buồn nữa. Buồn nữa cái cái, cái, cái ngày mơi mình thấy khởi lên cảm giác buồn đó cái mình quen quen với cái cảm giác buồn này bắt đầu mình nghĩ nó rộng ra nghĩ rộng ra nghĩ giờ chắc là con nó không thương mình nó hết thương mình rồi nó lo cho vợ cho con nó không mà. nó lo cho chồng cho con nó không. cháu giờ chắc nó cũng không thương mình nữa. mình giờ hàng hết đát quá đát không ai thèm dòm tới mình nữa buồn rồi cái mình nghĩ ra nếu mình già mình bệnh mình nằm đây thì vô dụng không có làm được gì chứ không có ra tiền mà còn tốn tiền mà còn bắt người này kia phục vụ nữa giờ mình vô dụng buồn cứ vậy suy nghĩ hoài hoài thì sao lúc đầu nó chỉ là một cái cảm giác thoáng qua thôi thoáng qua thôi nhưng mà sau đó cái mình lập tới lập lui lập tới lập lui cái cái cảm giác này bắt đầu nó là sao là Bắt đầu nó nó làm gì? Nó làm gì? Nó xâm chiếm và an trú nội tâm của mình. Là nó có cái chỗ ở trong nội tâm của mình. À nó có một cái chỗ ở Rồi cứ mình cứ đồ cái cảm giác này qua buồn chán quá Chán nản quá Buồn chán quá Mình không có làm được cái gì hết Rồi bắt đầu cái cảm giác này bắt đầu nó mới Nó bắt đầu mới được nuôi lớn Nó được nuôi lớn cứ lặp đi lặp lại hoài Nghĩ như vậy hoài Rồi những cái cảm giác buồn chán nó xanh khởi ra như vậy hoài đó Thì bắt đầu á là nó tạo thành cái gì À nó tăng trưởng phát triển Và cuối cùng nó tạo thành một cái khối u một cái khối u quý vị ở trong tâm tâm thức của mình nó tạo thành một cái khối u và lúc nào mình cũng nghĩ mình giờ nản quá chán quá buồn quá rồi cuối cùng là sao là cái người này đi đến cái gì bệnh trầm cảm quý vị lâu lâu có gặp không lâu lâu có gặp không có nghe nói không bệnh trầm cảm là người này không muốn tiếp xúc với ai hết không muốn gặp ai hết trơn và người này cười không có nổi Cô không muốn ăn uống không muốn đi chơi Không muốn tiếp xúc Ngày tối ngày cứ vậy lủi thổi mình vậy rồi mình chán quá Mình nản quá Mình buồn quá Mình không có làm được cái gì hết Rồi cuối cùng là gì Cái khối u này càng ngày nó càng tăng trưởng phát triển Và nó trở thành gì? ác tính Ác tính Ác tính Dẫu gì thấy cái này nó nguy hiểm không Nguy hiểm không quý vị và thậm chí có rất là nhiều người bị cái này rồi đó quý vị biết không là hả là không làm ăn không buôn bán không giao tiếp không đi đâu đi đâu hết rồi cuối cùng người này nó lủi thủi một mình rồi từ cái chỗ mà sầu bi khổ u não ở trong tâm á cứ buồn rầu lo lắng sầu buồn rồi cái từ từ cái tâm mà nó sanh vào cái thân nó rất dễ bắt đầu thân sanh bệnh bắt đầu thân sanh bệnh À cái thân sanh bệnh rồi nó càng ai đó, nó càng xa xúc trầm trọng và cuối cùng thậm chí có những người là quyền sinh. Đây hết sức là nguy hiểm. Nếu mà mình không có nhìn thấy ra được thì cái này là nó sẽ đẩy mình xuống cái vực sâu và mình quỷ hoại tự mình quỷ hoại cái cuộc đời của mình. Tự mình quý hoại cuộc đời của mình trong khi mình á đó... Quý vị coi coi Bây giờ mình quán chiếu lại coi Bây giờ tất cả quý vị ngồi đây nè Nếu mà mình biết nghĩ á là bây giờ làm sao để mình thoát ra cái cảm giác, cảm xúc đó? À, bây giờ chỉ cái cách cho quý vị làm sao để mình so thoát ra khỏi cái cảm giác cái cảm xúc tiêu cực đó, những cái cảm thọ mà nghĩa là buồn bã chán nản đó. Thứ nhất, mình phải biết khi mà nó sanh khởi là mình biết đây là cảm giác thôi, đây chỉ là cảm xúc thôi. Mà cái cảm xúc này cái cảm thọ này nó là vô thường, nó là trống rỗng, nó không có thể. Đây chỉ là những cái nghĩ tưởng, những cái cảm xúc thôi Nó thoáng qua nó không có thiệt Mà phải đọc tên đúng Đây là cảm xúc tiêu cực Đọc mạnh như vậy đó Gọi là gì? Mình biết được tên, tuổi, mặt, mũi và tánh tình của các cảm xúc Thì mình mới nhiếp phục và vượt nó ra được Cái gì phải đọc đúng tên Xin hãy gọi đúng tên tôi Bây giờ thí dụ như quý vị gặp Minh Thành Quý vị kêu thầy Minh Thành Là Minh Thành quay lại liền chứ phải không Phải không Chứ giờ quý vị gặp Minh Thành mà quý vị kêu là Thầy Minh Hoàng thì Minh Thành đâu có quay lại, phải chưa Thì cũng vậy cái cảm giác mình phải đọc đúng tên nó, đúng tên đó, nó, mới rùng rình, nó mới rung rình, nó mới rung rinh, nó mới rụt rịch, nó mới cục kịch, nó mới chấn động, nó mới cảm xúc, nó mới cảm giác. Chứ giờ mình không biết nó, mình tưởng đâu nó là tâm của mình thì như vậy là rồi thôi Mình phải đọc đúng tên, mình gọi đúng tên, mình nói đây! chỉ là cảm giác mà thôi mình nói như vậy đó thì tự nhiên là gì là bắt đầu mình có một cái sức mạnh mình có một cái sức mạnh à bây giờ ví dụ, ví dụ quý vị đang đi một mình rất là thoải mái trong con đường quê cái tự nhiên quý vị phát hiện là có hai ba người đang ngồi dòm mình đi cái tự nhiên lúc đó mình có đi sượng sượng lại không có không mình đang thoải mái đang nghĩa là tung tăng vậy tự nhiên mình thấy có ba bốn người đang dòm mình cái tự nhiên mà đi sượng sượng lại phải không? Sửa tướng lại phải không? <laughs> thì cái cảm giác cũng giống vậy đó, khi mà nó bị mình phát hiện ra đó thì lúc đó nó bắt đầu rụt rè. Rụt rè. Nó bắt đầu nó e dè, e sợ mà cái tham sân si cái vô minh bản ngã nó cũng y chang vậy. Nó bị phát hiện ra rồi, cái hang ổ của nó trong cái cảm giác á thì nó sẽ rụt rè, nó e thẹn, nó e sợ. Còn lúc trước hả là nó tung tăng, nó bành trướng. Và nó gì nó xâm chiếm toàn bộ nội tâm hết Tại mình đâu có biết gì nó đâu Nó hoành hành bá đạo Mà biết cái tự đó không Nó hoành hành bá đạo ở trong thân tâm của mình Bây giờ mình thấy được nó mình đọc lên Ai, Tên tuổi bắt đầu mình biết mặt mũi Là mình biết cái cảm xúc này chẳng có là một cái gì hết Cái cảm xúc này là hư ảo là cái bóng mờ thôi là một cái hơi một cái khí chút xíu thôi là chẳng có một cái gì hết là mình thấy được cái mặt mũi của nó và mình biết được cảm xúc này là cảm xúc tiêu cực cảm xúc này là nguy hiểm cảm xúc này là tác hại cảm xúc này là đưa đến nó làm khổ cho mình làm khổ cho người nó đưa mình xuống vực sâu nó đưa mình tới cái chỗ mà nghĩa là cái đời sống vô nghĩa không có lợi ích không có giá trị gì hết á mình nhìn sâu vô để mình thấy được cái sự nguy hại tức là nguy hiểm và tác hại của các cái cảm xúc này để mình thoát ra nó thoát ra khỏi nó mình muốn từ bỏ nó mình không muốn chấp nhận nó mình không muốn sống với nó mình muốn ly thân ly dị ly hôn với cái cảm giác tiêu cực này mình muốn sống một cảm giác tích cực vui sướng và hạnh phúc phải không mình mới nói chuyện với nó người người đi ra khỏi thân ta đi người đi ra khỏi thân tâm của ta đi ta không muốn nuôi dưỡng những cái cảm xúc này ta không muốn chấp nhận những cái cảm xúc này ta không muốn chất chứa những cái cảm xúc này những cái cảm xúc này là làm cho ta sầu bi khổ ô não những cái cảm xúc này làm cho ta tiêu cực làm cho ta nghĩa là ù lì làm cho ta trì trệ làm cho ta nghĩa là gọi như là bãi quái thụ động không làm gì được hết thì như vậy là những cái thứ này là hết sức là hoạn nạn tai nạn hiểm nạn ách nạn đánh nó ra khỏi thân tâm của mình thì những cái cảm xúc mà sân hận ham muốn hay là bản ngã phải không những cái cảm khó chịu đó mình cũng nói chuyện giống vậy đó mình đánh đuổi nó ra thí dụ như nó cứ lằn nhằn hoài ha thấy nó nghe một cú điện thoại xong nó lằn nhằn từ sáng cho đến trưa mình nó lằn nhằn cái gì cái gì mà lằn nhằn mày muốn cái gì bây giờ những cái cảm giác này mày muốn là 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 đi đấu khẩu đấu võ rồi nghĩa là vô khám hay sao mày muốn nghĩa là, là gây cái sự khổ đau cho mình và người hay sao thì mình nói chuyện gọi là như lý tác ý là mình tác động tâm ý cho những cái cảm xúc đó thì quý vị biết sao không mình đánh đuổi nó từ từ á nó sẽ tan ra giống như cái viên sủi bọt quý vị có uống thuốc cảm viên sủi bọt không có không quý vị để vô ly nó sôi 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 rồi nó tan ra thì mình sẽ cảm nhận được những cái cảm giác nó tan ra từ 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 từ, từ cái khối u ác tánh ở trong tâm của mình ở trong tâm lý của mình nó sẽ tan ra từ 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 mình bằng cái cách này cứ nhìn lại hoài nhận diện nó kêu tên nó nhìn vô mặt nó rồi mình nghĩ là đánh đuổi nó mình không có chấp nhận nó rồi từ từ từ, từ đó mình sẽ chuyển quá mình sẽ làm cho nó là gì tan ra tẩy sạch nó hết Bây giờ bắt đầu mình mới nuôi dưỡng những cái cảm xúc, quán chiếu rộng ra và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Quán chiếu rộng ra như thế nào? Quán chiếu rộng ra là biết bao nhiêu những người không có nhà cửa ngay giờ phút này. Biết bao nhiêu những người không có nhà cửa, ông cụ già 90 tuổi còn đi bán vé số. Một bà già là 91, 92 tuổi Mà còn phải đi lượm phế liệu cái lượm da chai lông dịch Do những đứa trẻ sanh ra là bị vứt bỏ ở ngoài Đóng rác Vứt bỏ ở trước cổng chùa Rồi biết bao nhiêu những người mà bị thần kinh Ở trong những cái viện tâm thần Và mình hỏi chính mình Mình hỏi cảm giác mình Mình muốn như vậy lắm hay sao Mình có được một cái thân thể lạnh lặng, lặng Khỏe khoắn minh mẫn gì mình không muốn Mình muốn trở thành những người bệnh hoạn Điên loạn hay sao Mình nói cảm giác mình vậy đó Mình muốn vậy hay sao Mình đánh đuổi những cái cảm giác đó ra thì quý vị thấy không rồi mình quán chiếu đi rồi bao nhiêu những cái người quý vị thấy không cái cô dâu mà bị bán bán mà quý vị biết không không phải làm chồng cho một người năm bảy người bán hết người này qua bán người kia bán người nọ bán người nọ biết bao nhiêu những cái cảnh khổ trong cuộc đời này Và những cái cô gái trẻ ở dưới quê lên là bị gạt đưa đi để để, để, mà, để mà làm gì những cái người nghe là là buôn bán bán dâm Biết bao nhiêu những hoàn cảnh khổ trong cuộc đời này Rồi những người mù lò, những người điên loạn Rồi những người nghĩa là không có nhà, không có cửa ở Rồi những người bệnh hoạn nằm bán thân bất tội 25 năm Nó lỡ lép hết cái lưng ra dòi Mỗi lần dở lên là nó rớt mấy con dòi trong đó ra Quý vị thấy không? Biết bao nhiêu những cái cảnh khổ Mà mình ngồi đó mình có một chút xíu thôi Là mình lần quần lần quần trong đó quá Trong đó mình không có ra được như vậy là gì? Cho nên cái trí huệ của mình phải quán chiếu sâu xa ra, sâu xa. Ra. Và những cái người mà làm cái nghề gì quý vị là phải đi xuống dưới hầm cầu đó, đi lặn ở dưới phân ở dưới đó, cứt giải, cứt đáy ở dưới đó. Rồi xuống đi ông không ở dưới, lặn ở dưới đó. Biết bao nhiêu những cảnh khổ, biết bao nhiêu những cảnh khổ. Rồi những người mà ung thư, ung um thư máu mới có 10 tuổi thôi 5 tuổi thôi là ung um thư máu em bé đó mới có 2 tuổi thôi mà mổ gan 4 lần 2 tuổi thôi quý vị mà mổ gan 4 lần cho nên biết bao nhiêu những cảnh khổ trong cuộc đời này tại sao mình có một chút xíu đó mình cứ lận quần hoài trong đó thoát ra đi ra khỏi đi nhẹ nhàng thảnh thơi bình an đi quán chiếu thật là sâu sắc những cái cảnh khổ trong cuộc đời này những cái ác nghiệp mà nó chiêu lên những cái quả báo khổ như vậy để mình thấy rằng mình một con người đầy đủ mắt tai mũi lưỡi không có điên khùng không có mù không có què chọt không có đuôi điếc câm ngọng là mình có được phước duyên mình được cái đầu óc minh mẫn tại sao mình không nỗ lực để mà tu tập các thiện pháp để siêng năng để làm các cái bổn phận trong gia đình trong cuộc đời trong xã hội quý vị thấy không mình quán chiếu sâu sắc như vậy đó chi cái tâm mình cái trí huệ của mình nó sẽ thông đạt ra các pháp cái tâm mình nó rộng mở ra nó không còn nhỏ hẹp nữa không còn nhỏ hẹp nữa và sau đó sau đó mình làm cho mình phát sanh lên những cái cảm giác hỷ lạc khoan khoái sung sướng hạnh phúc mình quán chiếu như thế nào à, bây giờ chúng ta sẽ thực tập ngay tại chỗ đây là sẽ quán chiếu mà hỷ lạc hỷ lạc trong sự tu tập xin mời tất cả quý phật tử chúng ta ngồi để cái tay tư thế thiền để tay tư thế thiền mắt của mình nhìn xuống về phía trước mình sẽ quán cái hỷ lạc sự hạnh phúc thở vào thở ra thở vào biết rõ đang thở vào thở ra biết rõ mình đang thở ra thở vào an tịnh thở ra lắng dịu thở vào làm cho thân an tịnh thở ra làm cho tâm lắng dịu an tịnh lắng dịu ngọt ngào dễ chịu dễ chịu nhẹ nhàng thai là giây phút này dễ chịu thai là khoảnh khắc này bình an thai là không gian này mỉm cười nhẹ lên giờ phút này là giờ phút tuyệt vời của cuộc đời ta mỉm cười nhẹ lên làm cho cái cảm xúc quan hỷ nó giàu dạt từ ở trong lòng ngực của nó lan tỏa ra mỉm cười lên hạnh phúc hạnh phúc thật là hạnh phúc khi giờ này mọi người đang tất bật đang lăn xăng trộm rộn và chúng ta được ngồi yên Chúng ta được ngồi yên. Trong sự tĩnh lặng của thiền môn. Thật là hoan hỷ khi chúng ta nghe được những lời thánh trí của bậc chánh đẳng giác. Thật là vi diệu trong chân lý nhiệm màu. Thật là tuyệt vời. Trong giờ phút này, những ngọn gió thanh lương đang thổi đến và thân tâm của chúng ta đang an định thiền tịnh. nhẹ nhàng làm sao Bình an làm sao Hạnh phúc làm sao Đây là giờ phúc thần thánh của kiếp người Đây là giờ phúc thiên liêng của cuộc sống Đây là khoảnh khắc màu nhiễm Mà biết bao nhiêu người ao ước Một lần trong cuộc đời Cũng không có được Và giờ này chúng ta đang thưởng thức Chúng ta đang thưởng thức Chúng ta đang nếm Nếm Đang nếm đang trải nghiệm cái hương vị của sự bất tử ngọt ngào tối thượng là chánh pháp này hương vị tối thượng là chân lý này nhiệm màu Nhiễm màu vi diệu Là những lời dạy của Đức Thế Tôn Mỉm cười lên đi quý vị Tận hưởng đi quý vị Cái khoảnh khắc này an lạc thai an lạc thai thanh lương thanh lương là vi diệu pháp này còn ai hạnh phúc bằng ta nữa trong cái giờ phút này đấy Hãy để cho cảm giác hỷ lạc, sung sướng, hân hoan lan tỏa khắp châu thân của mình. Từng tế bào của mình lan tỏa hết cái lòng ngực của mình, lan tỏa hết cả thân thể từ đỉnh đầu tới gót chân Hãy để cho cảm giác sung sướng Hạnh phúc hỷ lạc này Giao giác Trào dân Vui thai Chúng ta sống Không hận giữa hận thù giữa những người thù hận ta sống không hận thù vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng Mỉm cười nhẹ lên, mỉm cười thật nhẹ lên những nụ cười của chánh pháp, những nụ cười của hỷ lạc, những nụ cười của trí huệ và tình thương. Vui thay, chúng ta sống không khổ giữa khổ đau giữa những người khổ đau ta sống không khổ đau vui quá đi sướng quá đi hạnh phúc quá đi thôi cái giờ phút này đấy sáu bảy mươi năm rồi ta mới được nếm một lần còn ai trên thế giới này mà có thể hạnh phúc bằng ta nữa